ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng khủng nhất từ trước đến nay tại tỉnh Thái Bình. Rạng sáng ngày 28 tháng 9, trinh sát Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn. Quá trình phá án, lực lượng chức năng bắt giữ quả tang Hà Văn Thái, 31 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đang vận chuyển trái phép 6 bánh heroin, 7 kg ketamine cùng 12.000 viên hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 bánh heroin, 1 kg ketamine và trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK kèm 8 viên đạn, 1 súng côn quay và nhiều tang vật khác. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Thịnh, 29 tuổi, em trai của Hà Văn Thái, tiếp tục thu giữ thêm 6 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến, 1 súng quân dụng CZ-75 kèm 20 viên đạn, 1 súng bắn đạn chì và hơn 100 viên đạn. Đây là chuyên án được đánh giá là thu khối lượng chất ma túy khủng nhất từ trước tới nay tại tỉnh Thái Bình. Xét thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án, Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Để kịp thời động viên ban chuyên án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho các đơn vị với số tiền 135 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng thưởng cho ban chuyên án 50 triệu đồng và tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thái Bình.